Chào các bạn, mình là Mít đây. Ở bài 8, chúng ta đã học về các quán tử không xác định và phủ định ở akuzatip. Sau đó lại nhảy sang datip, hơ hơ. Ngày hôm nay ta lại nhảy ngược về tiếp tục học đến quán tử xác định ở akuzatip nhé. Mi cứ băn khoăn vì sao ta không học một leo akuzatip rồi một leo datip cho hệ thống. Nhưng có một sự thật đau đớn khi học tiếng Đức là ta cứ phải nhảy đi nhảy lại như vậy đấy. Mấy bài đầu kiến thức còn dễ, nhưng càng ngày nó sẽ càng chăn đầy và lẫn lộn như một quả bóng lông dối mịt mà ẹ mãi không ra, khự khự. Vì thế, Mít luôn cố gắng tổng kết liên tục để ta không bị loạn. Vừa tổng kết ở cuối mỗi bài nè, vừa tổng kết ở playlist luyện nghe nói nè, tổng kết cả trên page của Mít ở Facebook nữa. Các bạn hãy cố gắng cùng tổng kết cả với Mít và học thuộc kiến thức để đạt hiệu quả tiêu hóa các bài mới một cách tối ưu nhé. Mỗi khi bạn tự viết bài ra và tự tổng kết thì hiệu ứng nhớ lâu sẽ tăng lên gấp bội. Trở về nội dung ngày hôm nay, ta sẽ học quán từ xác định accusative qua chủ đề khá thân thiện, đó là nhà cửa. Ta sẽ học một số danh từ liên quan đến chủ đề này, một số tính từ để miêu tả cho các danh từ đó và một số động từ accusative để phục vụ cho thêm minh họa về biến cách accusative trong câu nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Mít Học Tiếng Đức Nếu các bạn thấy kênh của Mít giúp bạn học được tiếng Đức hiệu quả Đừng quên ấn like, subscribe cũng như ấn nút chuông để nhận thông báo với các bài học tiếng Đức mới nhé Giờ chúng ta bắt đầu nào Lektion 13 Bestimmte Artikel Akkusativ Satzstruktur Teil 8 Trước hết, hãy cùng học một số danh từ hay gặp nhất về nhà ở nhé Từ này ta biết rồi Das Haus Die Häuser. Die Wohnung. Die Wohnungen. Das ist mein Haus. Das ist meine Wohnung. Das Zimmer. Die Zimmer. Mein Haus hat neun Zimmer. Meine Wohnung hat drei Zimmer. Das Wohnzimmer. die Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer. Ở đây ta dùng quán từ xác định trong ví dụ như ngữ cảnh. Anh này đang giới thiệu nhà anh ấy và đi vào bên trong thì đây là phòng khách, đã xác định. Còn nếu trong ngữ cảnh chỉ là một phòng khách chung chung ta nhìn thấy trên báo chẳng hạn thì là Das ist ein Wohnzimmer. Tiếp tục nhé. Das Schlafzimmer. Die Schlafzimmer. Hier ist das Schlafzimmer. Here là trạng ngữ chúng ta sẽ bắt gặp khá nhiều trạng ngữ từ bây giờ đấy hãy để ý dần dần vị trí nằm trong câu của trạng ngữ nhé vì nó nhảy lung tung ở trường hợp này dùng để giới thiệu về cái gì đấy Here nghĩa là ở đây Das Esszimmer Die Esszimmer Hier ist das Esszimmer Das Badezimmer Die Badezimmer Das ist Anna Das ist ihr Badezimmer. Das Arbeitszimmer. Die Arbeitszimmer. Das Büro. Die Büros. Hallo zusammen. Mein Name ist Midnight. Hier ist mein Arbeitszimmer. Oder mein Büro. Die Küche. Die Küchen. Das ist die Küche. Die Toilette. Die Toiletten. Das ist die Toilette. Oder das WC. Die WCs. Der Garten. Die Gärten. Mein Haus hat einen Garten. không Der Balkon. Die Balkone. Meine Wohnung hat einen Balkon. Được rồi, giờ hãy học thêm một số tính từ mới nhé. Hell. Ta đã biết cách miêu tả đơn giản tính từ với danh từ như thế này rồi. Das Wohnzimmer ist sehr hell. Từ sehr này chính là trạng ngữ đấy. Trường hợp này trạng ngữ lại đứng trước tính từ, rắc mắm muối, tức là bổ nghĩa thêm cho tính từ. Dunkel. Das Schlafzimmer ist ein bisschen dunkel. Cả này nghĩa là hơi bổ nghĩa cho, tính từ, tối". klein. mein balkon ist sehr klein. groß. mein garten ist ziemlich groß. schön. hässlich. mein haus ist schön. mein auto ist hässlich. now bây giờ hãy cùng học vai động từ tiếp nhé. Động từ accusative nghĩa là bất cứ danh từ nào đứng sau nó cũng là tân ngữ trực tiếp và bị biến thành accusative. Tân ngữ trực tiếp này có thể là người hay là vật. Ta đã học trường hợp tân ngữ là vật và thứ bị biến đổi là quán từ không xác định hoặc phủ định đứng trước danh từ đồ vật đó. Hôm nay ta sẽ học thêm vài động từ accusative để mô phỏng khi quán từ xác định đứng trước danh từ ấy bị biến sang accusative nhé. Nói về động từ accusative thì thực sự là trong tiếng Đức có quá nhiều, nên thậm chí việc nhớ những động từ không phải là accusative còn dễ hơn là nhớ danh sách động từ accusative. Vì ta mới chập chững nên làm quen thử với ba động từ trước nhé. lieben, hassen, finden. Bất cứ danh từ, người hay vật nào đứng sau những động từ này thì đều bị biến sang accusative hết nhé. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu quán từ xác định sang accusative bị biến như thế nào. Ở bài 8, ta đã học khi sang accusative với quán từ không xác định và phủ định, chỉ có mỗi quán từ của danh từ giống đực là bị thay đổi. Quán từ của danh từ giống chung, cái hay số nhiều thì isiduc nominative. Với quán từ xác định cũng vậy, khi sang accusative chỉ có mỗi quán từ của danh từ giống đực bị thay đổi. Der sẽ biến thành den. Còn quán từ xác định của danh từ giống cái, chung hay số nhiều cũng không khác gì nominative cả. Hãy cùng vào một số ví dụ đơn giản. Ở nominative, Das ist der Garten. Sang accusative, Ich liebe den Garten. Der biến thành den nhé. Das ist der Balkon. Ich hasse den Balkon. Ở đây dùng quán từ xác định khi cả người nói và người nghe đều biết là đang nói về cái vườn hay cái ban công nào rồi nhé. Với danh từ giống cái, chung hay số nhiều thì quán từ không khác gì nominative. Das ist die Küche. Ich liebe die Küche. Das ist das Wohnzimmer. Ich liebe das Wohnzimmer. Das sind die WCs. Ich hasse die WCs. Giờ hãy tìm hiểu động từ này nhé. Nó hơi khó dùng hơn hai cái này một xíu. Ich finde den Garten schön. Câu này dùng để diễn tả ý kiến cá nhân, khi bạn muốn truyền đạt ý kiến về vấn đề gì đó có thể dùng mẫu câu này. Finden nghĩa là thấy, không phải nhìn thấy đâu mà là giống như tôi thấy. Ấy. Ở đây chủ ngữ là nominative. động từ bị chia theo chủ ngữ. Cái vườn là tân ngữ trực tiếp. Cứ thấy nó đứng sau động từ accusative này thì nghĩa rằng danh từ này là tân ngữ trực tiếp nhé hỏi bàn cãi gì và sẽ bị biến sang accusative Tính từ cho xuống cuối Bạn có thể thay bất cứ ngôi nào vào đây Chia động từ tương ứng Danh từ đứng sau biến thành accusative và cho tính từ xuống cuối Nhưng cũng chỉ với danh từ giống đực là quán từ bị thay đổi thôi Với danh từ giống cái chung hay số nhiều thì quán từ không khác gì nominative. Câu hỏi W cho thể loại câu nhận xét này là vì. Cùng nhìn lại câu hỏi W mà ta đã quen thuộc nhé. Wie heißen Sie? Dễ nhỉ, có mỗi một danh từ là chủ ngữ, xong. Cơ mà tới hôm nay thì câu hỏi này sẽ xuất hiện tận hai danh từ, một là chủ ngữ và hai là tân ngữ. Vẫn có thể cho ngay động từ vào sau, vì. Chủ ngữ vẫn đứng đúng vị trí, và sau đó thì mới tới danh từ thứ hai là tân ngữ. Wie findest du den Balkon? Ich finde den Balkon hässlich. Wie findet sie die Küche? Sie findet die Küche zu klein. Zu là trạng ngữ nghĩa là quá. Trường hợp này, zu cũng đứng ngay trước tính từ để bổ nghĩa thêm cho tính từ ấy. Wie findet er das Wohnzimmer? Er findet das Wohnzimmer zu dunkel. Wie findet ihr die WCs? Wir finden die WCs zu hässlich. Hỏi Đảo Động Findest du den Garten schön? Ja, ich finde den Garten schön. Thông thường câu nhắc lại như thế này họ sẽ dùng đại từ thay thế cho cái vườn. Ja, ich finde ihn schön. Aber dann haben wir auch daddy ty thay nominativ Wenn man einen Däpcher hat, dann ist er auch für daddy ty thay al Findest du den Balkon schön? Nein, ich finde den Balkon nicht schön. Nicht, nein, der ist schon Liebst du den Garten? Ja, ich liebe den Garten. Liebst du den Balkon? Nein, ich liebe den Balkon nicht. nicht này cho sau tân ngữ nhé. Với trường hợp số đếm, mein Haus hat neun Zimmer. Bạn cũng không phải lo biến đổi quán từ gì nhé. Để hỏi nhà bạn có mấy phòng, ta sẽ học thêm câu hỏi W mới. Vì phi lệ, nghĩa là bao nhiêu. Đằng sau, vì phi lệ, thường là danh từ số nhiều. Rồi tới động từ và chủ ngữ. Zimmer này là số nhiều đấy, nhưng danh từ này số ít số nhiều trông giống nhau nên có thể bạn không để ý. Wie viele Zimmer hat dein Haus? Mein Haus hat neun Zimmer. Wie viele Zimmer hat deine Wohnung? Meine Wohnung hat drei Zimmer. Ho oh, oh, ho, vậy là hôm nay ta đã học được những gì? Ta đã học các quán từ xác định của danh từ khi bị biến sang accusativ chỉ có giống đực là bị thay đổi nếu tới đây bạn vẫn lu mờ không hiểu thì nghĩa là kiến thức về quán tử nominative của bạn đang rất yếu nhé Ich liebe den garten Ich finde den garten sehr schön Liebst du den balkon Nein ich liebe den balkon nicht Findest du den balkon schön Nein ich finde den balkon nicht schön với quán tử giống cái Wie findest du das Wohnzimmer? Ich finde das Wohnzimmer ziemlich hell. Wie findet er die Küche? Er findet die Küche zu klein. Wie findet sie das Schlafzimmer? Sie findet das Schlafzimmer ein bisschen dunkel. Và hỏi w mới? Wie viele Zimmer hat dein Haus? Mein Haus hat neun Zimmer. Wow, nói chung là biến cách sang accusative vẫn là dễ nhất so với các cách khác rồi, chỉ cần để ý quán từ của danh từ giống đực là xong. Các bạn đừng quên tải bài tập luyện về và nếu thấy phần nào không hiểu, hãy xem lại bài cũ trước khi lỗ hổng bị loang rộng nhé. Khi mọi thứ đã chắc chắn là ta sẵn sàng nhảy vào 34 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở đó nha. Auf Wiedersehen.